Trong buổi họp báo trước thềm trận chung kết Europa League, khi được yêu cầu giải thích về sự khác biệt giữa AS Roma và Tottenham Hotspur, Jose Mourinho cho biết, Roma không sa thải tôi trước trận chung kết Conference League vào năm 2022. Tại Spurs, họ sa thải tôi trước trận chung kết Carabao Cup 2021. Roma thì cho tôi cơ hội, nhưng Spurs thì không. Tôi đến Rome để giúp họ phát triển và chạm tới những khoảnh khắc lịch sử. Có những câu lạc bộ mà việc giữ một trận chung kết không có nhiều điều khác biệt, nhưng với Roma thì nó rất đặc biệt. Roma và Sevilla cũng không lọt vào top 4. Tuy nhiên hai câu lạc bộ này vẫn còn cơ hội giữ Champions League mùa tới nếu giành chiến thắng trong trận chung kết Europa League vào rạng sáng mai. Theo The Sun, Neymar xác định tiếp tục chia tay PSG. Anh đã quá ngán ngẩm với bầu không khí ngột ngạt tại đội chủ sân công viên các hoàng tử nên đang tập trung vào cơ hội chuyển đến Manchester United. Phút Mercato khẳng định Neymar sẽ không rời PSG để đến bất kỳ câu lạc bộ nào khác ngoài Man United. Đội chủ sân Old Trafford là ưu tiên hàng đầu của tiền đạo người Brazil. Ở Man United, Neymar có một người bạn thân tại đội tuyển là Casemiro. Le Quip tuyên bố vào đầu tuần trước rằng Man United đã kích hoạt việc đàm phán về thương vụ Neymar cùng PSG. Ngoài Man United, PSG cũng sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị khác. Theo truyền thông Ả Rập Xê Út, Ronaldo sẽ không tham gia trận đấu giữa Al Nassr và Al Fateh diễn ra vào rạng sáng mai. CR7 đã rời Ả Rập Xê Út vào ngày 30 tháng 5 để hội quân cùng đội tuyển Bồ Đào Nha. Trước đó, Ronaldo gặp một chấn thương nhẹ ở trận gặp Al Ittihad. Theo báo cáo từ đội ngũ y tế của Al Nassr, Ronaldo không bị rách cơ. Dù vậy, anh vẫn chủ động xin huấn luyện viên Dinko Jelicic cho nghỉ trước thời hạn để kịp lên máy bay riêng. CR7 không muốn gặp rủi ro trước ngày tập trung đội tuyển. Ronaldo vừa có mùa giải thứ hai liên tiếp trắng tay. Dù vậy, tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn để lại dấu ấn với 14 bàn sau 16 trận tại Saudi Pro League. Phong độ tốt giúp Ronaldo được triệu tập lên đội tuyển quốc gia nhằm chuẩn bị cho loạt trận vòng loại Euro 2024. Theo Sergio Aguero, ngay cả khi giành cú ăn 3 mùa này, Man City cũng không thể đạt đến đẳng cấp của Barcelona năm 2009. Không thể so sánh hai đội vì thời điểm khác nhau và hai giải đấu cũng khác nhau, nhưng đó chắc chắn là những tập thể để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử. Barcelona 2009 sở hữu một trong những tiền vệ hay nhất với Busquets, Xavi, Iniesta và quan trọng nhất là họ có sự hiện diện của Messi. Không thể nào có một đội bóng thứ hai như vậy. Barcelona đỉnh cao mà Aguero nhắc đến khi đó được dẫn dắt bởi Pep Guardiola. Họ vô địch La Liga, Champions League và Cúp Nhà Vua một cách thuyết phục bằng lối chơi tiki-taka thống trị cả thế giới. Mùa hè này, huấn luyện viên người Tây Ban Nha cũng đứng trước cơ hội lần thứ hai giành cú ăn 3 cùng Man City. Sau khi giúp Man City vô địch Premier League một cách ngoạn mục, Pep Guardiola đã thâu tóm hai giải thưởng huấn luyện viên xuất sắc nhất mùa giải từ ban tổ chức Premier League và Hiệp hội các huấn luyện viên nước Anh. Đây là lần thứ tư huấn luyện viên người Tây Ban Nha nhận giải thưởng này của Premier League và lần thứ ba nhận từ Hiệp hội các huấn luyện viên Anh. Lần gần nhất Pep Guardiola được trao giải huấn luyện viên xuất sắc nhất của bóng đá Anh là năm 2021. Mùa trước, danh hiệu này thuộc về Jurgen Klopp. Hiện tại Pep Guardiola chỉ còn kém người duy nhất Sir Alex Ferguson 5 lần nhận thưởng từ hội đồng huấn luyện viên và 11 lần xuất sắc nhất từ ban tổ chức Premier League. Cách đây ít ngày, Iniesta xác nhận sẽ chia tay Vissel Kobe sau 5 năm. Tiền vệ người Tây Ban Nha chuyển đến chơi bóng tại Nhật Bản vào năm 2018 và để lại dấu ấn lớn về mặt chuyên môn. Ngày 30 tháng 5, trang tin có lượng người theo dõi lớn ở Thái Lan tung tin đồn về việc câu lạc bộ PSG Bathum United sẽ có được dự ký của Iniesta. Tuy vậy, một nguồn tin tiết lộ BVTC News rằng phi vụ Iniesta sang Thái Lan là không có thật. Vụ chuyển nhượng này sẽ không xảy ra. Mức lương của tiền vệ người Tây Ban Nha chính là rào cản với các câu lạc bộ Đông Nam Á nói chung và Thái Lan nói riêng. Được biết, các quốc gia Trung Đông đang được xem là bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp của Iniesta.